loại bỏ độc tố tích tụ từ môi trường, chế độ ăn uống và lối sống rất quan trọng. Gan có chức năng thanh lọc tự nhiên, nhưng có thể quá tải. Thực hiện thói quen lành mạnh buổi sáng, giúp hỗ trợ gan giải độc và cải thiện sức khỏe. 1. Uống nước ép rau củ tươi. Uống một ly nước ép từ rau củ tươi vào buổi sáng, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất giúp gan lọc bỏ các tạp chất. Những loại rau củ như cà rốt và rau bina giàu chất chống oxy hóa giúp gan chống lại tình trạng stress oxy hóa. Củ dền chứa oxy nitric, giúp tăng cường lưu thông máu, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể. 2. Tập thể dục Thể dục thường xuyên là một phương pháp hiệu quả giúp gan thải độc. Hoạt động thể chất giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ việc vận chuyển độc tố đến các cơ quan chịu trách nhiệm đào thải. Những bài tập như đi bộ nhanh, chạy bộ hoặc thể dục nhịp điệu vào buổi sáng đều góp phần duy trì sức khỏe của gan. 3 tắm buổi sáng. Tắm vào buổi sáng không chỉ giúp cơ thể tỉnh táo mà còn hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên. Việc chà nhẹ làn da bằng bàn chải mềm, trong khi tắm giúp tẩy tế bào chết và kích thích hệ bạch huyết, giúp đào thải độc tố khỏi cơ thể hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt có lợi nếu thực hiện trước khi tắm nước ấm. 4. Ăn sáng lành mạnh. Bữa sáng lành mạnh hỗ trợ tốt cho quá trình giải độc gan. Uống một cốc nước chanh ấm, cung cấp lượng lớn vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ độc tố và cải thiện chức năng gan. Bổ sung thêm rau xanh hoặc các loại gia vị như tỏi và nghệ cũng giúp gan hoạt động tốt hơn nhờ các chất dinh dưỡng hỗ trợ quá trình giải độc. 5. Tập yoga. Bắt đầu ngày mới bằng một số tư thế yoga như uống cong về phía trước hoặc vặn mình giúp kích thích lưu lượng máu và tăng cường tiêu hóa, hỗ trợ gan trong việc loại bỏ tạp chất. Những tư thế này còn có tác dụng tăng cường sức khỏe gan giúp giảm các bệnh lý như sơ gan, viêm gan và gan nhiễm mỡ. Với những thói quen buổi sáng đơn giản, bạn có thể cải thiện sức khỏe gan và duy trì cơ thể khỏe mạnh lâu dài. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.